vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống ngày 26 tháng 3 năm 2013 của kênh VTC14. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên quan đến vụ tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc bắn trên vùng biển Hoàng Sa, ngày hôm nay Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi và Quỹ hỗ trợ ngư dân cho biết sẽ sớm hỗ trợ các ngư dân. Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó cũng đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường cho hành vi trắng trợn và vô nhân đạo nói trên. Các chuyên gia về xây dựng cho rằng, ngoài tác động về mặt đường xá thì chất lượng vật liệu của ống dẫn cũng là nguyên nhân khiến đường ống dự án nước mặt sông Đà Hà Nội bị vỡ cách đây 3 ngày. Tại nhiều tỉnh thành ở nước ta, các loại bột ngọt có thương hiệu như Ajinomoto, Veda, Miwon đang bị làm giả khá tinh vi, nguyên vật liệu thực chất là mì chính của Trung Quốc. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tấn công vào đất liền Mỹ, quần đảo Hawaii cũng như căn cứ quân sự ở Guam nếu tình hình diễn biến xấu. Một trong năm ống nghiệm chứa virus nguy hiểm có thể gây chết người đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm ở Mỹ. Thông tin này đang gây chấn động giới khoa học trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, dư luận trong nước vẫn tỏ ra rất quan tâm đến thông tin tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt cá trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của nước ta thì bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin. Trong khi đại diện của Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết sẽ xem xét để có chính sách hỗ trợ ngư dân tàu cá bị Trung Quốc bắn, thì Bộ Ngoại giao nước ta cũng đã lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời kiên quyết phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra xử lý nghiêm hành động sai trái và vô nhân đạo nói trên và phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Xin được nhắc lại diễn biến của vụ việc. Vào ngày 20 tháng 3, trong lúc hành nghề khai thác thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa, tàu cá mang số hiệu QNG96382TS của ông Bùi Văn Phải, quê ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi và bắn vào tàu, khiến cho toàn bộ cabin bị cháy. Đây là hình ảnh tàu cá QNG96382TS của ông Bùi Văn Phải, quê ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi và nổ súng bắn vào ngày 20 tháng 3. Tàu của ông gồm 9 ngư dân đụng phải chiếc tàu tuần tra của Trung Quốc mang số 786, sơn màu trắng xám. Tàu sắt Trung Quốc liền hùng hổ đuổi theo. Thuyền trưởng Bùi Văn Phải kéo ga chạy thật nhanh, do nằm ở vị trí không có rạn san hô ngầm để lọt vào tránh né như mọi lần, ngư dân đành cho tàu chạy thẳng. Tàu tuần tra Trung Quốc liên tục buộc tàu ngư dân dừng lại. Khoảng 30 phút sau, bất ngờ đạn lửa từ tàu tuần tra Trung Quốc bắt đầu nã sang cabin tàu ngư dân của ta. 8 ngư dân còn lại múc nước đưa lên chữa cháy. Rất may, 4 bình ga trên tàu không phát nổ. Lúc này, chiếc tàu tuần tra Trung Quốc vội vã tháo lui. Đi quần xoa về đào là bị dí là hơi lằn. Mình lằn đào á, thì hồi chiếc nó kịp nên nó dí chà là thôi kịp. Chà là khoảng 40 phút. Đuổi đi. Sổ đuổi ra ngoài tới vùng biên, qua dâu. Còn thì cách qua thì cũng gặp một chiếc, ý là ba xích và ba tấm xa đó của Trung Quốc đó, thì nó cũng dí đuổi khoảng ly lầm bé là mình qua tới giờ. Chưa có chiến mà bé là hành động như kiểu như vậy. Tàu đã cập bến cảng Sa Kỳ, Bình Châu, Quảng Ngãi vào chiều 24 tháng 3 để sửa chữa tàu. Toàn bộ đồ đạc trên khoang cabin bị phá hủy gần như toàn bộ. Rất may mắn là 4 bình ga trên tàu đã không phát nổ khi bị tàu Trung Quốc nổ súng. Trước đây trong tranh chấp Biển Đông, phía Trung Quốc chỉ đe dọa bằng lời nói và thực hiện các hành động mang tính chất hành chính, ít nhiều sự kiềm chế ở mức dân sự. Tuy nhiên, những hành động gần đây, đặc biệt là vụ bắn tàu cá của ngư dân Việt Nam trên vùng biển chủ quyền của nước ta đã cho thấy tính chất nguy hiểm khi vũ lực trực tiếp đã được sử dụng. Để giúp quý vị và các bạn thấy rõ những hành động sai trái này của Trung Quốc, phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi với ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Trung ương Hội Nghề Cá Việt Nam ngay trong chiều nay. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc có những hành động uy hiếp tàu cá của Việt Nam. Vậy sau nhiều lần như vậy thì Trung ương Hội Nghề Cá Việt Nam đã có những đề xuất, kiến nghị như thế nào để bảo vệ ngư dân trước các mối nguy hại đến từ trên biển? Đúng, đây không phải là lần đầu, mà đây là cả một chuỗi các sự kiện Trung Quốc đã gây ra đối với ngư dân Việt Nam những năm trước. Và đặc biệt trong năm 2013 này, thì từ tháng 1 đến giờ, ví dụ ngay ngày 28 tháng 1, Trung Quốc cũng đã xua đuổi tàu cá của Việt Nam, và đến ngày 11 tháng 3, rồi là ngày 13 tháng 3, 17 tháng 3, và đặc biệt là ngày 23 tháng 3,
là đã bắn vào tàu cá Việt Nam. Mỗi lần một cái tăng cường thêm một cái mức độ rất nguy hiểm với người Việt Nam của Trung Quốc. Và đến bây giờ thì người ta đã dùng những uy lực, dùng những vũ lực để can thiệp vào trong quá trình khai thác người Việt Nam. Đây là một hành động có tính hệ thống và liên tục. Và trong những lần như vậy thì Hội Nghề cá Việt Nam cũng đã có những cái văn bản là kiến nghị với các cơ quan nhà nước. Và chúng tôi ngay chiều qua cũng đã gửi đến các văn bản đến Văn phòng Chính phủ, đến Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ban Đối ngoại Trung ương và các bộ ngành có liên quan, và đề nghị phải có một biện pháp hữu hiệu, phải có trách nhiệm với ngư dân, bảo vệ quyền lợi ngư dân, và phải có một cái hành động ngăn chặn kịp thời những cái hành động ngang trái của phía Trung Quốc để làm cho ngư dân Việt Nam thực sự yên tâm trong quá trình sản xuất trên biển của mình. Việt Nam đã có cục kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của nhà nước, quản lý hành chính của nhà nước để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ tính mạng của người dân, đảm bảo an toàn của các ngư dân khi hoạt động trên biển. Vậy sau rất nhiều lần các vụ tàu cá của Quảng Ngãi bị tàu cá của Trung Quốc rượt đuổi, thậm chí là nổ súng, vậy trách nhiệm của cục kiểm ngư trong các vụ việc này là như thế nào thưa ông? Theo tôi biết thì cục kiểm ngư đã có quyết định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 1. Và đến bây giờ thì cục kiểm ngư cũng đã được thành lập, có biên chế. Nhưng mà cục kiểm ngư đến thời điểm này thì cũng chưa ra mắt để hoạt động. Mà nếu thời gian ra mắt hoạt động rồi thì cái lực lượng để mà hoạt động, nhân sự để mà hoạt động thì tôi nghĩ là phải có một thời gian nữa. Cho nên bây giờ cũng chưa thể đánh giá và chưa thể nói được rằng cục kiểm ngư sẽ làm gì và làm được những gì. Thưa ông, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam sẽ làm gì để giúp các ngư dân yên tâm khai thác thủy hải sản trên vùng biển của nước ta trong thời gian tới? Để hỗ trợ ngư dân cũng bằng cách là cũng chỉ đạo các tỉnh hội nghề cá Việt Nam ở các tỉnh là tổ chức tổ đội, tổ chức nghiệp đoàn, rồi cùng với ngư dân động viên họ trong quá trình khai thác là, và khuyến cáo họ khi đi sản xuất là phải cái tổ có đội có đoàn, để rồi khi mà xảy ra những sự kiện này thì chúng ta có những cái hành động và có những cái thái độ hay là có trách nhiệm đối họ. Và đề nghị các cơ quan nhà nước cũng phải có cái trách nhiệm là đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của ngư dân Việt Nam để họ thực sự khi ra biển họ yên tâm. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn cho kênh VTC14. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật thì sáng mai, Quỹ hỗ trợ ngư dân sẽ tới huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi để trao số tiền hơn 80 triệu đồng giúp các ngư dân khắc phục hậu quả và yên tâm bám biển. Chuyển sang thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay một bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ tại các khu vực này sẽ giảm từ 3 đến 5 độ so với những ngày qua. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Không khí lạnh tràn về khi miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng, nên trong cơn dông cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Còn với khu vực Tây Bắc, không khí lạnh lần này có cường độ yếu nên chỉ đủ làm dịu đi thời tiết nắng nóng cục bộ tại đây, nên nhiệt giảm xuống khoảng 2-3 độ, nhưng không thể gây mưa cho khu vực, nên tình trạng khô hạn vẫn sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày nữa. Trong khi đó trên biển, ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa rào và dông rải rác, biển động. Liên quan tới sự cố vỡ đường ống dẫn nước sinh hoạt sông Đà từ Hòa Bình dẫn về Hà Nội, gây mất nước cho hơn 70.000 hộ dân trên địa bàn thủ đô cách đây 3 ngày, trao đổi với VTC14 trong ngày hôm nay, các chuyên gia nhận định vật liệu sử dụng làm đường ống có khả năng không phù hợp. Đây có thể là nguyên nhân chính đường dẫn cấp nước bất ngờ bị vỡ mỗi khi xuất hiện áp suất nước lớn. Một đường ống cấp nước truyền dẫn từ Hòa Bình về tới Hà Nội với đường kính 1.600mm trên mặt bằng dài hàng chục km, vật liệu ống làm bằng sợi thủy tinh. Vì thế, theo các chuyên gia, sự cố vỡ ống thoát nước xảy ra là điều không hề bất ngờ. Ngoài ra, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cũng khẳng định, tại những nước tiên tiến trên thế giới, đường ống dẫn nước sinh hoạt đều không áp dụng công nghệ sử dụng vật liệu làm bằng sợi thủy tinh như tại dự án cấp nước mặt sông Đà này. Vật liệu này tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản chủ yếu được sử dụng làm ống cống nước thải. Từ năm 2012 đến nay, đây là lần thứ hai đường ống cấp nước sinh hoạt từ Hòa Bình về Hà Nội dài hơn 50 km bất ngờ bị vỡ. Ngày hôm nay, nhóm phóng viên VTC14 cũng đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Theo ghi nhận, công tác khắc phục sự cố đã hoàn tất. Tuy nhiên, vụ vỡ ống nước đã khiến đại lộ Thăng Long, tuyến đường được đầu tư xây dựng hơn 7.000 tỷ đồng bị lún nứt kéo dài cả chục mét.
Cụ thể, tại đoạn đường xảy ra sự cố vỡ ống nước, có hàng loạt các vết nứt mới kéo dài khoảng 20 mét, rộng 4 đến 6 cm. Thậm chí có những đoạn bị nứt, độ sâu trung bình từ 0,8 đến 1 mét. Đáng nói là đơn vị thi công sự cố vỡ ống nước đã dùng cát, đất để chám vào các vết nứt trên mặt đường đại lộ Thăng Long, khiến nguy cơ tuyến đường bị sụt lún rất lớn. Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nước sạch Viwako cho biết, sự cố vỡ ống nước vừa qua đã gây thiệt hại cho Viwako khoảng 3 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến việc vỡ đường ống được công ty này lý giải có thể do thời gian chờ lún của đại lộ Thăng Long chưa xong, dẫn đến các lớp địa chất tác động không đồng đều đến đường ống và làm vỡ ống. Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, sự cố vỡ ống nước dẫn nước bây giờ là lún nứt mặt đại lộ Thăng Long là rất nghiêm trọng và đang bộc lộ nhiều vấn đề trong thiết kế kỹ thuật và thi công công trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại câu chuyện này trong bản tin Nhật ký Cuộc sống được phát sóng vào tối mai. Theo báo cáo mới nhất của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế về giám sát phòng ngừa cảnh báo nguy cơ thực phẩm mất an toàn, qua kiểm tra đã phát hiện hàng loạt thực phẩm không đạt tiêu chuẩn. Đáng lưu ý là có hàng chục mẫu sữa bột cho trẻ em có hàm lượng vi chất thấp hơn so với công bố của nhà sản xuất. Cụ thể, qua kiểm tra 188 mẫu sữa bột bổ sung vi chất, phát hiện 13 mẫu không đạt yêu cầu, trong đó 13 trên 13 mẫu không đạt về hàm lượng DHA, 4 trên 13 mẫu không đạt về hàm lượng omega 3, 6 trên 13 mẫu không đạt về hàm lượng canxi, 8 trên 13 mẫu phát hiện hàm lượng sắt thấp hơn hàm lượng công bố trên bao bì sản phẩm. Ngoài ra, kết quả được kiểm tra vừa qua của Cục An toàn Thực phẩm cũng cho thấy tỷ lệ mẫu rượu, ô mai, xúc thịt, ớt bột lấy trên thị trường không đạt tiêu chuẩn vệ sinh rất lớn. Trong đó, tỷ lệ mẫu rượu không đạt về chỉ tiêu hàm lượng methanol và aldehyde lên tới 68%, 53,3% số mẫu xúc thịt không đạt về hàm lượng chất tạo ngọt hóa học, nhiễm E. coli và chất bảo quản. Tỷ lệ mẫu ô mai xí muội không đạt về hàm lượng trì, chất tạo ngọt và chất bảo quản là 66,4%. Có 7 mẫu thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị chứng rối loạn cương dương không đạt tiêu chuẩn. Gần đây trên địa bàn nhiều tỉnh thành ở nước ta, các loại bột ngọt có thương hiệu như là Ajinomoto, Vedan hay Miwon đang bị làm giả khá tinh vi. Từ các bao bột ngọt 25kg và bao bì nhái có nguồn gốc từ Trung Quốc, các tay buôn đã sang chiết đóng gói làm giả bột ngọt thương hiệu để tung ra thị trường với số lượng lớn. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Phóng sự điều tra sau đây được các đồng nghiệp của chúng tôi tại truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện. Đây là cửa hàng Dung Tèo tại địa chỉ 91B Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng này chuyên cung cấp bột ngọt Trung Quốc và bao bì nhãn hiệu Ajinomoto, Vedan với số lượng lớn. Bà Dung, chủ cửa hàng cho biết, bao bì nhãn hiệu Ajinomoto, Vedan bán số lượng từ 1.000 cái trở lên, giá 1.000 đồng một vỏ. Thì lấy từ 1.000, 2.000, bán 100 này giao mối không á, người ta lấy 50 bao, 3-40 bao, mình mối bán lẻ 2-3 bao, 40 bao. Ngoài việc bán hàng, bà Dung còn bày cách pha trộn hàng giả cho giống hàng thật và hướng dẫn thủ thuật đóng gói để đánh lừa người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cửa hàng của bà Dung còn cung cấp hàng loại 2, có giá thấp hơn hàng của công ty khoảng từ 6.000 đồng một gói. Nhưng hình thức thì giống y hệt. Tuy nhiên, bà không dám trưng loại hàng này ra ngoài mà chỉ bán cho người quen. Cánh đẹp đi chứ. Phải lấy cánh đẹp làm vô chứ em không làm không giống sao được. Nếu không biết thì bán 20. Bán với mấy người lẻ là 20. Bán cho tụi em là phải giá trị. Đang nhiêu vậy chị? Cái loại nào? Loại 2 á. Loại 2 loại 400 gram phải không? Dạ. 16 ngàn. Không bớt hả? Bán 2 cũng vậy thôi. Nhưng mà lạ đâu dám bán đâu. Cái thằng này loại 2, bán mất công. Mới không quen mới dám bán, chứ bán cho mấy người lạc số thì được. Nó bán, cũng 20 ngàn. Dạ. Nó bán em giá 16 đâu. Tại khu vực chợ lớn, bột ngọt Trung Quốc được gọi là hàng xá, bày bán công khai nhưng có phần kín kẽ khi nhắc đến việc mua bán bao bì. Bao xá loại 25kg được giới làm hàng giả mua khá nhiều. Loại bao xá này không có nhãn mác phụ bằng tiếng Việt. Phần niên hạn sử dụng ghi bằng tiếng Trung Quốc là 3 năm. Tuy vậy, trên các vỏ bao bì nhãn hiệu Ajinomoto được bán ra thì thời hạn sử dụng đến 5 năm. Theo Bảo Anh, người đóng hàng bột ngọt giả khá quy mô, có thâm niên hơn 5 năm này ở xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, thì lợi nhuận của hàng bột ngọt giả khá lớn. Nếu tự đóng hàng và bán tận ngọn thì mức lợi nhuận là 1 lời 1. Theo đó, một bao xá 25kg giá 800.000 đồng, đóng được 64-65 gói 400g. Giá bán lẻ bỏ mối từ 20.000 đến 24.000 đồng một gói.
Trong khi đó, mỗi gói hàng giả chỉ có chi phí khoảng từ 12 đến 13 nghìn đồng. Này, nói chung là tí chút thôi chứ không có đủ ăn nhiều. Bà Oanh khẳng định đóng hàng nhưng không dám dùng để chế biến món ăn. Bà này còn tiết lộ thêm, hàng xá Trung Quốc giá khá mềm, nhưng có khi không may chúng bao có mùi hôi nồng nặc như thuốc trừ sâu. Lợi nhuận cao đã khiến một số người bất chấp đạo đức kinh doanh. Từ các tay đóng giả bột ngọt thương hiệu, bột ngọt Trung Quốc đang được phù phép tinh vi và tuồn ra thị trường mà không cần quan tâm đến chất lượng và sức khỏe của người sử dụng. Bệnh tiểu đường có thể gây ra một số biến chứng hiểm nghèo, trong đó có biến chứng ở bàn chân. Điều trị các tổn thương ở bàn chân quyết định việc bệnh nhân tiểu đường có thể giữ bàn chân hay phải cắt bỏ. Với mong muốn giúp các bệnh nhân tiểu đường giữ được cơ thể lành lặn, các nhà khoa học Việt Nam đã chế tạo ra một loại giày dành cho những người mắc bệnh ở thể nhẹ. Cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm giày của Viện Nghiên cứu Da Giày Việt Nam. Hơn một tuần nay, trên kệ bán hàng xuất hiện một loại giày mới, giày dành cho người bị bệnh tiểu đường. So với những loại giày bình thường thì loại giày này có những điểm khác biệt. Khác với cái giày bình thường như là cái lót với lại cái chi tiết da ở ngoài thì nó êm hơn. Và đi người bị bệnh và đi vào thì nó sẽ không bị đau chân đấy, và nó lót nó thẩm thấu mồ hôi. Đối với những người bị bệnh tiểu đường ở mức nhẹ, việc sử dụng loại giày này sẽ hạn chế được sức ép nén lên bàn chân, tránh tổn thương da và mạch máu. Bàn chân luôn được đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, đồng thời hạn chế tối đa khả năng va đập, đâm xuyên của các vật thể vào bàn chân. Những cái người mà bị bệnh đái tháo đường, mất cái cảm giác gọi là thần kinh ngoại vi, cho nên là khi mà sử dụng giày dép thì không đúng cách, nó sẽ gây ra những cái tổn thương, và những cái tổn thương này không phải như người bình thường là có thể khôi phục và lành lại sau một thời gian, và nó sẽ dẫn tới tình trạng là biến chứng. Theo thống kê của Bộ Y tế, tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường là 4%. Phần lớn người bệnh phát hiện bệnh và điều trị muộn dẫn đến các biến chứng, trong đó biến chứng về bàn chân là phổ biến và nguy hiểm nhất. Để cái tổn thương bàn chân ấy, thì như tôi nói là cái bản chất của nó là tổn thương cái mạch máu. Đấy, và cũng như là vấn đề về dinh dưỡng bàn chân và vấn đề về nhiễm trùng bàn chân. Nhưng mà nó có rất nhiều các cái nguy cơ khác nhau, và cái việc sử dụng giày dép không đúng ở bệnh nhân đái tháo đường thì cũng là một cái nguy cơ làm tăng cái biến chứng bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường. Do vậy, để giảm bớt số lượng bệnh nhân tiểu đường, việc phát hiện sớm các tổn thương bàn chân ở người bệnh và đặc biệt là phòng ngừa cũng như bảo vệ bàn chân của bệnh nhân tiểu đường có vai trò hết sức quan trọng. Tiếp tục với phần tin quốc tế, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tấn công vào đất liền Mỹ, quần đảo Hawaii cũng như căn cứ quân sự ở Guam nếu tình hình diễn biến xấu. Một trong năm ống nghiệm chứa virus nguy hiểm có thể gây chết người đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm ở Mỹ. Thông tin này đang gây chấn động giới khoa học trên toàn thế giới. Boeing tiến hành thử máy bay 787 Dreamliner thiết kế mới. Truyền thông Triều Tiên hôm nay vừa tuyên bố đặt các đơn vị pháo binh và tên lửa chiến lược trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Họ dọa tấn công vào đất liền Mỹ, quần đảo Hawaii cũng như căn cứ quân sự ở Guam. Tuyên bố của Bộ Chỉ huy Tối cao Quân đội Triều Tiên yêu cầu tất cả các đơn vị pháo binh, bao gồm đơn vị tên lửa chiến lược và đơn vị pháo tầm xa, ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu mức độ A. Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn tuyên bố trên cho hay, các đơn vị cần phải chuẩn bị để tấn công tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả vùng đất liền, đảo Hawaii và Guam của Mỹ, cũng như tấn công vào Hàn Quốc. Dù Triều Tiên phóng thành công tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái, phần lớn các chuyên gia cho rằng nước này còn nhiều năm nữa mới phát triển được tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công tới lục địa Mỹ. Hawaii và Guam cùng nằm ngoài phạm vi của các tên lửa tầm trung, tuy nhiên loại vũ khí này có thể tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuyên bố của cơ quan quân sự tối cao xuất hiện chỉ vài ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ ký hiệp ước mới về việc phối hợp chiến đấu chống lại những hành động khiêu khích mức độ thấp từ phía Triều Tiên. Ngày 25 tháng 3, báo chí Nga đã lên tiếng bác bỏ thông tin mà truyền thông Trung Quốc trước đó cho rằng Moscow và Bắc Kinh đã ký kết các thỏa thuận để Nga bán các vũ khí và công nghệ quân sự cho Trung Quốc, trong đó có các máy bay chiến đấu và tàu ngầm.
Theo hãng tin Itatas của Nga, không có bất kỳ buổi thảo luận nào về việc mua bán máy bay và tàu ngầm trên giữa hai bên Nga-Trung trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kéo dài từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3, như thông tin mà Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa ngày hôm qua. Hãng tin này dẫn lời một chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích Công nghệ và Chiến lược tại Moscow cho hay, Điện Kremlin chính thức bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định trong quan hệ Nga-Trung, các lãnh đạo cấp cao hầu như chưa bao giờ thảo luận về các hợp đồng mua bán vũ khí. Trước đó, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin, nước này đã ký một thỏa thuận nhằm mua 24 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Lada của Nga, đồng thời khẳng định đây là thỏa thuận vũ khí đầu tiên kiểu này trong gần một thập niên qua. Trong khi đó, theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, hai nước chỉ có một biên bản ghi nhớ về việc xem xét khả năng bán số máy bay và tàu ngầm trên. Ngày 25 tháng 3, Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ rút khoảng một nửa trong số 100 nhân viên nước ngoài của tổ chức này khỏi Syria. Phần lớn những người này hiện đang làm việc cho đặc phái viên quốc tế Brahimi. Quyết định này được đưa ra sau khi một loạt đạn súng cối bắn vào gần một khách sạn tại thủ đô Damas của Syria, gây hư hại nghiêm trọng tòa nhà khách sạn và phá hủy một ô tô của Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Martin Nasiki cho biết 800 nhân viên Liên Hợp Quốc là người Syria cũng được cảnh báo cẩn trọng trước tình hình xung đột ngày càng tồi tệ tại quốc gia Trung Đông này. Phái bộ Kiểm soát An ninh Liên Hợp Quốc đã đánh giá tình hình và quyết định tạm thời giảm số nhân viên quốc tế tại Damas. Liên Hợp Quốc có trách nhiệm quan trọng là đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên của mình. Cũng theo ông Nasiki, những nhân viên này tạm thời sẽ tới thủ đô Beirut của Liban và văn phòng chính của ông Brahimi ở Cairo, Ai Cập. Liên Hợp Quốc cũng cam kết sẽ tiếp tục giúp đỡ các phe phái tại Syria tìm kiếm một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài suốt hơn 2 năm qua tại quốc gia này. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Hôm qua, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tham gia buổi cầu nguyện tại thành phố Petropolis dành cho 33 người thiệt mạng do lở đất khi trận mưa lớn đổ xuống thành phố này trong vài ngày qua. Tại buổi lễ, Tổng thống Rousseff đã gặp gỡ và chia buồn cùng các nạn nhân còn sống sót và thân nhân của họ. Để tránh ảnh hưởng bởi lở đất và lũ lụt vào mỗi mùa mưa, Tổng thống Rousseff đã cam kết sẽ hành động để ngăn không cho người dân xây dựng nhà ở những nơi nguy hiểm. Bà cũng dự kiến sẽ gặp chính quyền địa phương để thảo luận về các biện pháp ngăn ngừa. Hôm nay, Hàn Quốc vừa tổ chức lễ tưởng niệm 3 năm ngày tàu hải quân Cheonan của nước này chìm trên biển Hoàng Hải. Đây là vụ việc mà Seoul cho rằng Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, đồng thời tiến hành cải cách để trở thành một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh việc Triều Tiên tập trung tiêu tốn nguồn lực quốc gia vào phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi người dân đang chết đói sẽ chỉ khiến họ ngày càng bị quốc tế cô lập. Hôm nay, một nhóm gồm 8 phần tử đánh bom liều chết đã tấn công sở cảnh sát thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 120 km về phía đông, khiến ít nhất 5 sĩ quan thiệt mạng. Lực lượng quân nổi dậy Taliban đã lập tức nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công trên và tuyên bố mục tiêu của chúng là người nước ngoài và giáo viên Israel đang huấn luyện cho cảnh sát Afghanistan tại căn cứ ở Jalalabad. Vụ tấn công trên xảy ra khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Kabul trong ngày thứ hai. Một trận mưa lớn vừa đổ xuống đảo Java của Indonesia ngày hôm qua, gây lở đất nghiêm trọng, làm ít nhất 6 người, trong đó có 4 trẻ em thiệt mạng và 18 người mất tích. Được biết, ít nhất 9 ngôi nhà ở làng Sisilin thuộc quận Tây Bandung bị vùi lấp hoàn toàn khi đất đá đổ xuống từ các con đồi vào rạng sáng. Hàng trăm cảnh sát, binh sĩ, dân thường đã dùng xẻng, cuốc, tay không đào bới đống bùn đất khổng lồ nhằm tìm kiếm những người mất tích. Tuy nhiên, cơ quan phòng chống thảm họa Indonesia thừa nhận cơ hội sống sót của họ không lớn. Cảnh sát Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal của Ấn Độ ngày hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông do bị cáo buộc đã tấn công tình dục một nữ sinh 23 tuổi người Hàn Quốc khi cô này đang bắt xe buýt đến trường. Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến tệ nạn tấn công tình dục đối với phụ nữ kể từ khi nước này thông qua luật chống hiếp dâm hôm 19 tháng 3 vừa qua. Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Bajabura ở Kolkata, một trong số 3 thủ phạm thực hiện hành vi lạm dụng tình dục nữ sinh người Hàn Quốc đã bị bắt sau khi cô gái gửi đơn khiếu nại và nhận dạng được kẻ đã tấn công mình.
Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 3, một nữ sinh người Hàn Quốc đã viết bản tường trình gửi cho chúng tôi nhằm thuật lại một số thanh niên đã tấn công tình dục khi cô gái đang trên đường tới trường. Hiện chúng tôi đã bắt giam một đối tượng cho đến ngày 2 tháng 4 trước khi ra tòa. Cảnh sát cũng cho biết đang giáo giết truy nã hai đồng phạm còn lại. Nếu bị kết tội, những nghi phạm này sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm và bị phạt tiền. Trước đó không lâu, một phụ nữ Thụy Sĩ cũng đã bị 6 hung thủ tấn công tình dục khi đang đi dã ngoại cùng chồng. Trong khi đó, một phụ nữ người Anh cũng đã bị gãy chân vì nhảy từ trên một tòa nhà cao tầng xuống đất nhằm thoát khỏi dã tâm tấn công tình dục của một chủ khách sạn. Các vụ việc này hiện đang làm dấy lên làn sóng lo ngại đối với những công dân nước ngoài khi quyết định đến tham quan, học tập và làm việc tại Ấn Độ. Hãng tin ABC News của Australia đưa tin, một trong năm ống nghiệm chứa virus nguy hiểm có thể gây chết người đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Khoa học thành phố Galveston, bang Texas của Mỹ. Thông tin này đã gây chấn động trong giới khoa học nước này. Một ống nhựa nhỏ bên trong có chứa virus ít được nghiên cứu mang tên Guanarito đã được phát hiện bị mất hôm 20 tháng 3 trong một đợt kiểm kê theo kế hoạch. Theo các nhà khoa học, loại virus này có thể được sử dụng như một vũ khí sinh học. Giống như loại virus chết người Ebola, người nhiễm loại virus Guanarito cũng có các triệu chứng như sốt cao, nổi ban đỏ dưới lớp da và trong mắt, tai và gây biến chứng suy não nghiêm trọng. Giới y khoa Mỹ nhận định, đây là một sự cố đáng tiếc, không chỉ làm tốn công sức của các nhà khoa học mà còn tạo ra những lo ngại không đáng có. Mặc dù vậy, mức độ nguy hiểm của việc mất một lọ virus Guanarito không lớn như mất một lọ chứa virus bệnh than. Về mặt lý thuyết, virus Guanarito có thể lây lan từ người sang người, nhưng thường thì nó chỉ lây lan giữa các loài gặm nhấm. Giới chức khoa học ở Texas thông tin rằng vụ việc có liên quan đến các hình thức phạm tội hay gian lận. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra. Lãnh đạo phòng thí nghiệm đã thông báo vụ việc đến Trung tâm Quốc gia về kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh ở thành phố Atlanta, bang Georgia và Cục Điều tra Liên bang FBI. Công nghệ in 3D đã và đang được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp, từ quần áo, mô hình kiến trúc cho tới các bộ phận y khoa. Trong lĩnh vực y tế, các nhà khoa học cũng đã thử nghiệm công nghệ này để tạo ra tế bào và mạch máu. Mới đây, các nhà khoa học tại Edinburgh, Anh tiếp tục công bố một thành tựu mới, đó là dùng kỹ thuật in 3D để tạo ra từng cụm tế bào gốc. Nghiên cứu này đã mở ra hy vọng thúc đẩy hơn nữa nhu cầu chế tạo các bộ phận phù hợp để cấy ghép trên cơ thể con người. Kỹ thuật in 3D được một nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Heriot Watt, Edinburgh phát triển, dựa trên một loại van micro có thể hiệu chỉnh để xây dựng các lớp tế bào gốc phôi người HESC. Nhóm nghiên cứu tin rằng kỹ thuật trên sẽ mở ra một bước tiến quan trọng trong việc chế tạo các cơ quan nhân tạo, giảm thiểu nhu cầu sử dụng các cơ quan hiến tặng. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng kỹ thuật in bằng van micro vận hành đủ nhẹ nhàng để duy trì khả năng sống sót của tế bào gốc, đủ chính xác để tạo ra các quả cầu đồng kích cỡ và quan trọng hơn cả, các tế bào gốc phôi người được in vẫn duy trì được khả năng biến đổi thành mọi loại tế bào khác. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết tế bào HESC bắt nguồn từ giai đoạn sớm của phôi thai là những tế bào chống với tiềm năng có thể trở thành mọi loại mô trong cơ thể con người. Về mục tiêu dài hạn, kỹ thuật in 3D mới có thể mở đường cho các tế bào này được tích hợp vào những cơ quan cấy ghép nhân tạo và mô. Với thành tựu nói trên, nhóm nghiên cứu hy vọng có thể sản xuất mô gan người vào năm 2015, đồng thời tiến hành chế tạo ra các cơ quan riêng biệt với thiết bị máy in tế bào gốc hữu ích này. Hôm qua, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ thông báo đã thực hiện thành công chuyến bay thử đối với thiết kế mới của loại máy bay dân dụng, vốn được coi là siêu hạng Boeing 787. Đây là một bước tiến lớn nhằm giúp loại siêu cơ đã bị đình chỉ bay trên toàn cầu này được phép cất cánh trở lại. Trong một tuyên bố, hãng Boeing cho biết máy bay 787 Dreamliner đã cất cánh từ sân bay Penfield thuộc thành phố Everett của bang Washington và quay trở lại sau 2 giờ bay. Cuộc thử nghiệm nhằm đảm bảo tất cả các hệ thống của máy bay, đặc biệt là bộ phận ắc quy mới, đều hoạt động đúng như thiết kế. Các quan chức Boeing nêu rõ, chuyến bay thử đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng thời cho biết trong vài ngày tới sẽ tiến hành một cuộc bay thử thứ hai và trình các kết quả này lên cơ quan hàng không dân dụng liên bang FAA để có thể được cấp phép cho máy bay Dreamliner sớm trở lại đường bay. Boeing hy vọng máy bay 787 Dreamliner có thể bay trở lại trên bầu trời vào tháng 5 tới hoặc sớm hơn. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Mỹ hôm qua cũng cho biết sẽ tổ chức một diễn đàn công cộng trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4 tới để thảo luận về việc phát triển các hệ thống pin lithium-ion, cách sử dụng và những quy định, sự an toàn trên các phương tiện vận chuyển khác nhau.
Trước đó, ngày 12 tháng 3, gã khổng lồ trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Mỹ đã được FAA cho phép tiến hành các chuyến bay thử nghiệm trên hai chiếc máy bay được trang bị hệ thống ắc quy đã được thiết kế lại. Sau khi hãng này trình bày kế hoạch 10 điểm nhằm khắc phục sự cố chập cháy, buộc hàng chục máy bay Boeing 787 Dreamliner trên toàn thế giới phải ngừng hoạt động suốt nhiều tháng qua. Bản tin nhật ký cuộc sống ngày 26 tháng 3 năm 2013 của kênh VTC14 đến đây là kết thúc. Xin được lưu ý là từ ngày 1 tháng 4 tới đây thì bản tin nhật ký cuộc sống sẽ phát sóng trực tiếp ở khung giờ mới là 19 giờ hàng ngày thay vì 20 giờ như hiện tại. Quý vị và các bạn lưu ý theo dõi. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.